Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều bình an, hạnh phúc và luôn có những bước đi vững chãi trong đời sống. Và đặc biệt thân chào các bạn trẻ. Cảm ơn các bạn đã ngồi đây để lắng nghe tôi giải bài đôi điều với các bạn, rằng tôi rất là thương, rất là muốn nâng đỡ các bạn. Và từ lâu rồi, tôi luôn hướng về các bạn, tìm cách này hay là cách khác, để được kết nối, để được sẻ chia, để được đồng hành cùng với các bạn. May quá, chúng ta đã đủ duyên được ngồi đây chung với nhau trong một không gian thật tĩnh lặng và sâu lắng. Và bên cạnh chúng ta cũng có các bậc phụ huynh nữa, những người có ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đối với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biết rằng mình đang có mặt trong một giai đoạn rất là khó khăn. Những biến động về dịch bệnh, nó kéo theo những biến động về kinh tế, rồi chính trị, rồi kể cả những thiên tai xảy ra gần đây, làm cho những người trẻ chúng ta hoang mang nhiều lắm. Người lớn cũng hoang mang, mà người trẻ cũng hoang mang. Nhưng mà có lẽ là người trẻ đã hoang mang trước đó cũng đã rất lâu rồi. Hoang mang về một hướng đi trong cuộc đời. Cảm thấy mình rơi vào một cái giai đoạn hết sức là lạc lõng. Vừa không có gắn kết được một cách trọn vẹn với thế hệ trước, cha mẹ, ông bà của mình. Vừa không thể cắm rễ sâu vào lòng thực tại, vào những gì đang xảy ra trong xã hội hiện nay. Mặc dù chúng ta biết rằng đời sống kinh tế của thế hệ chúng ta khá đủ đầy so với những thế hệ trước, nhưng chúng ta thành thật mà nói là không có nhiều bình an và hạnh phúc. Chúng ta thấy là mình đang nắm bắt những cái gì đó nó rất là tạm thời, rất là hư ảo. Và cứ theo cái đà này đó, chụp bắt rồi nhàm chán, thì không biết tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu. Rồi những tháng ngày tới hạnh phúc nhiều hơn hay là khổ đau nhiều hơn? Sống trong niềm tin hy vọng nhiều hơn hay là chán chường thất vọng nhiều hơn? Chúng ta thừa nhận rằng chúng ta đã được trao truyền rất nhiều giá trị từ những thế hệ trước. Ít nhất là về đời sống vật chất, cha mẹ đã lo chúng ta rất là đủ đầy. Có thể nói nhiều bậc phụ huynh phải hy sinh, làm việc quần quật hơn 10 tiếng trong một ngày, làm 2-3 việc cùng một lúc để có thể tạo ra những điều kiện tốt nhất cho chúng ta. Học những ngôi trường danh tiếng. Có nhiều bạn cha mẹ phải vay nợ ngân hàng để đưa ra nước ngoài du học và tạo mọi cơ hội thuận lợi nhất để chúng ta được ăn học thành tài, để vươn lên, để sánh vai cùng với bạn bè quốc tế, không thua kém ai cả. Và trong quá trình hy sinh đó, cha mẹ chúng ta đã bỏ mất một cơ hội rất lớn. Đó là không kết nối được với chúng ta. Họ vì quá bận rộn, rồi trong quá trình mưu sinh đó họ đã không giữ nổi mình, để cho bản thân có quá nhiều phiền não, nhiều năng lượng tiêu cực, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Mà trực tiếp nhiều nhất đó là chúng ta. Cha mẹ thế hệ trước cho chúng ta nhiều giá trị về tinh thần, nhưng mà lại không tạo ra môi trường để nuôi dưỡng. Không có thời gian để ngồi hàn huyên tâm sự, để lắng nghe thật sâu những khó khăn và những trăn trở của chúng ta. Cha mẹ chỉ có yêu cầu, chỉ có mong muốn. Đó là chưa kể, cha mẹ còn mang theo rất nhiều những vết thương trong tâm hồn
từ nhiều thế hệ trước, đặc biệt là giai đoạn chiến tranh, giai đoạn khủng hoảng về kinh tế. Và tất cả những thứ đó đều đưa về chúng ta, gồm những cái hay và cả những cái không hay, những cái tệ hại mà chính cha mẹ chúng ta cũng không hề biết. Thành ra người lớn nếu mà trách người trẻ tại sao lại cứ như vậy, tại sao cứ sống cạn, sống nhanh, tại sao sống một cách hờ hững, vô tâm, tại sao thiếu trách nhiệm, bổn phận, tại sao cứ lao vào sự hưởng thụ như vậy, thì cũng có một phần hợp lý nhưng mà nhiều phần không hợp lý. Tại vì người trẻ chúng ta làm sao có thể tự thoát ra khỏi cái dòng xoáy này? Làm sao có thể tự định đoạt được sinh mệnh, lối sống, thái độ sống của mình ở một cái tuổi còn quá trẻ và xung quanh chúng ta ai cũng sống như vậy? Một xã hội đang trải qua một giai đoạn như vậy, làm sao? Dù chúng ta đã nhìn sâu để thấy được những khó khăn, những trăn trở của mình, nhưng mà chúng ta không biết làm sao để mà thoát được. Đã đọc rất là nhiều sách, đã nghiên cứu rất nhiều tư tưởng, đã kết nối rất nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới để cố gắng tìm ra một con đường. Nhưng mà như Lê Cát Trọng Lý đã hát trong bài Hương Lạc: em sinh ra lạc thời, em đi hoang lạc bầy, cha ơi mẹ hỡi, các em, chúng ta là nạn nhân của thời đại, nạn nhân của nhiều thế hệ, cho nên chúng ta phải được xét lại, đáng thương hơn là đáng trách. Ước gì người lớn, các bậc phụ huynh, cha mẹ, ông bà có thể hiểu được những gì đang xảy ra trong lòng chúng ta. Chúng ta đâu chỉ là những kẻ hưởng thụ. Chúng ta đâu chỉ là những kẻ cắm mặt suốt ngày trong điện thoại. Chúng ta đâu chỉ là những kẻ chỉ thích tiêu xài tiền của người lớn và sống theo cách của họ muốn. Chúng ta đâu chỉ là những kẻ ngồi yên đó không biết phải làm gì. Chúng ta rất muốn thoát ra khỏi những giới hạn của mình, muốn bứt phá ra cái sự làng nhàng tầm thường của mình, nhưng mà không đủ sức. Ai cho chúng ta một con đường đây? Ai cho chúng ta những động cơ đủ mạnh để bứt phá ra khỏi những giới hạn của mình đây? Ai giúp ta nuôi dưỡng những hạt giống tốt lành trong sâu thẳm tâm hồn của ta đây? Ai cho ta niềm tin rằng trên đời này còn có chân, có thiện, có mỹ, có thật, có lành và đẹp đây? Phải chi xã hội này ai cũng sống tốt hết. Người lớn luôn làm gương cho người trẻ. Bạn bè xung quanh chúng ta đều sống trong những môi trường rất lành, đều có chí hướng thượng, đều có hoài bão lý tưởng, mà ta lại ăn chơi, lại hưởng thụ, lại đua đòi, lại nhiều vấn đề tiêu cực như vậy, thì quá thật là đáng trách. Ta đang rất là bơ vơ, rất là lạc lõng. Nhưng mà ta hy vọng rằng chính sự bơ vơ lạc lõng này buộc chúng ta phải chuyển hướng theo đúng với bản năng sinh tồn. Hãy rớt xuống thật sâu thì sẽ tạo nên sức bật thật lớn để ngoi lên, để bay lên. Đó là nguyên tắc xưa nay của trời đất. Có thể chúng ta hưởng thụ nhanh, hưởng thụ quá nhiều so với những thế hệ trước, thì chúng ta sẽ kết thúc cái giai đoạn làng nhàng tầm thường này sớm để đưa cuộc đời mình qua một khúc quanh mới, chuyển tâm thức mình lên một cung bậc mới. Đó là sống với những giá trị cao đẹp nhất của con người, của thật, lành và đẹp. Chúng ta hãy xem tất cả những điều kiện thuận lợi đang xảy ra xung quanh,
Những tiện nghi vật chất và cả những tiện nghi về tinh thần đang bao phủ xung quanh thế hệ của chúng ta là những cạm bẫy, là những khó khăn để ép buộc chúng ta phải tìm cách vượt thoát nó. Để khơi dậy những giá trị linh thiêng màu nhiệm mà đất trời đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta chỉ mới xài được rất ít những cái gì mà mình đang có. Chúng ta xài được rất ít những giá trị mà đất trời đã ban tặng cho chúng ta. Tại vì chúng ta cũng đã từng lờ mờ nhận ra mình không phải là cái mình đang là. Những đòi hỏi, những ích kỷ, những vô trách nhiệm, những thờ ơ, những vô tâm, vô cảm, nó không phải hoàn toàn là con người chúng ta. Chúng ta là một cái gì đó lớn hơn rất nhiều. Đã có những giây phút thần thánh trong cuộc đời, đã có những giây phút màu nhiệm linh thiêng trong cuộc đời, đã có những giây phút cao thượng trong cuộc đời. Ta đã trải qua, ta đã là. Chỉ tiếc là ta thiếu môi trường, ta thiếu động cơ, ta thiếu quyết tâm mạnh mẽ, ta thiếu sự dẫn dắt. Cho nên giờ này ta vẫn còn lay hoay trong cái vũng lầy của mình, trong sự tầm thường, giới hạn của mình. Ta đã nghe nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cất cao bài Khát Vọng. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa, dâng mở bầu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư. Sao không là đàn chim, gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư. Hay quá, nhiều người đã sống với những lý tưởng đó, đã đạt được những lý tưởng đó, thì ta cũng có thể làm được. Ta không nhất thiết phải nổi trội, phải đi tới đỉnh của sự thành công, phải được khen ngợi, phải được kính trọng. Tại vì làm mở màu để mà nuôi hoa thì cũng giá trị vô cùng. Âm thầm đứng ở phía sau để nâng đỡ, để thúc đẩy, để động viên, để yểm trợ, để bảo vệ, để chở che cho những nhân tố đủ điều kiện đứng ở phía trước, cùng đóng góp nhau tạo nên sự thành công, lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội thì cũng tuyệt vô cùng. Một đội bóng thì đâu nhất thiết người nào cũng phải sút quả bóng vào khung thành thì mới giỏi. Cái người sút quả bóng vào khung thành phải đứng trên sự hỗ trợ của cả đồng đội. Một người sút nghĩa là cả đồng đội được thành công, cùng đóng góp vào cái quả bóng thành công đó. Chúng ta phải thấy như vậy thì mới thấy được vị trí của mình trong cuộc đời. Có lúc mình đứng ở tuyến đầu, có lúc mình đứng ở tuyến sau, có lúc mình biểu hiện cụ thể, có lúc mình ẩn tàng. Có lúc mình là người lãnh đạo, có lúc mình là người yểm trợ, đồng hành, chung sức với người lãnh đạo. Và như vậy thì cuộc đời này ai cũng có giá trị, vị trí nào cũng có giá trị, cũng cần thiết, cũng đáng kính trọng. Và sao không là mặt trời để có thể gieo xuống được những hạt nắng vô tư. Vô tư tức là không có điều kiện. Mặt trời ban tặng là không có điều kiện, mà ngày nào mặt trời cũng làm như vậy, không đòi hỏi mặt đất, cây cỏ, sông ngòi, thú vật, con người phải làm cái gì đó thì mặt trời mới có mặt, mới ban tặng. Ta có thể học hỏi với thiên nhiên, với đất trời, về cách mà mình có mặt trong cuộc đời này, cách mà mình đối xử với nhau, cách mà mình tôn trọng và cho nhau những giá trị tốt đẹp như vậy. Cho nên, để có thể bứt phá ra khỏi sự làng nhàng tầm thường của mình, để có thể chạm vào khí chất phi phàm của mình, để có thể làm cho cuộc đời của mình nở hoa, xứng đáng
Tình yêu thương của đất trời và vũ trụ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời này. Vậy thì điều đầu tiên, chúng ta phải lập chí, phải mong muốn vượt khỏi những giới hạn yếu kém của bản thân, mong muốn được chạm vào thế giới của sự đặc biệt, của sự phi thường, mong muốn làm những điều lợi ích cho những người thân xung quanh, cho gia đình và xã hội. Mong muốn sự có mặt của mình trong cuộc đời này là giá trị, là xứng đáng. Bước kế tiếp, chúng ta phải cần có môi trường. Ở nơi đó, chúng ta sẽ được động viên, nhắc nhở, sẽ được tưới tẩm liên tục những hạt giống của sự phi thường, của sự hy sinh, của sự dấn thân, của sự cống hiến không điều kiện. Ở đó có những con người lành, thật và đẹp để chúng ta noi gương, học hỏi. Kế tiếp, chúng ta cần phải có những cái nguyên tắc sống, cần phải có luật lệ của bản thân, cần phải đặt mình vào những khuôn khổ của sự rèn luyện, của sự mài dũa, của sự đau đớn, thì hoa mới có thể nở được. Và chúng ta cần lắm những chuyến đi để bước ra khỏi những công việc mà chúng ta đang đồng nhất, những cái vai mà chúng ta đang bảo vệ, chìm đắm và đánh mất mình ở trong đó. Chúng ta cần bước ra khỏi những thói quen sinh hoạt hàng ngày lặp đi lặp lại của một con người thích hưởng thụ, thích được công nhận, thích được thể hiện, thích được vuốt ve chiều chuộng. Để chúng ta có những chuyến đi trong một điều kiện không an toàn, để chúng ta nhìn thấy đất trời rộng lớn như thế nào, nhìn thấy mọi người ở khắp nơi, trên quê hương mình hay là trên thế giới này, sống thật hay, thật lành và thật đẹp như thế nào. Để chúng ta có cơ hội tiếp xúc sâu với thiên nhiên, với đất trời, để học lại từ đầu những bài học, để trở thành một con người có khí chất phi phàm như thế nào. Để chúng ta có một cơ hội thật lớn để được nhìn sâu vào bản thân mình, mặt đối mặt với những con quái thú, với bản ngã to đùng, với những yếu kém giới hạn, rồi học cách để ôm ấp, chuyển hóa, vượt qua nó. Để rồi sau những chuyến đi đó, ta lại trở về với nơi mình đã từng ở, từng sinh sống, từng gắn kết, từng thọ ơn, để thiết lập một đời sống mới, sống với một cái nhìn mới, một thái độ mới, sống với tinh thần biết ơn, sống với tinh thần muốn phụng hiến, sống với những giá trị hay nhất, đẹp nhất trong con người của mình. Tới khi nào ta đạt khả năng đó, ta sẽ thấy rằng cuộc đời này quá thật là màu nhiệm. Ta thật yêu, thật quý, thật trân trọng con người của mình với tất cả gia tài tuyệt vời mà cha mẹ, ông bà tổ tiên và đất trời đã trao tặng cho ta. Ta sẽ cảm ơn cuộc sống vô cùng, với tất cả những thuận duyên, nghịch duyên, với tất cả những hạnh phúc và khổ đau đã làm nên một cái ta thật tuyệt vời như vậy. Đến được chân trời này rồi thì còn gì bằng nữa. Chân trời của tự do, của bình an, của hạnh phúc và của yêu thương. Mong rằng các bậc phụ huynh hãy dành nhiều thời gian để ngồi thật yên, lắng nghe con em của mình, nghe những nỗi khổ niềm đau và nghe những ước vọng, hoài bão sâu thẳm trong tâm hồn. Với những khó khăn, với những vết thương, thì chúng ta hãy tìm cách để giúp các em chữa lành. Với những ước mơ hoài bão, chúng ta hãy tìm cách để nâng đỡ, để chắp cánh, để giúp các em biến đó trở thành hiện thực, thì chúng ta sẽ trở thành một người thương yêu đích thực. Chúng ta sẽ cảm thấy mình xứng đáng với những gì mà ông bà tổ tiên đã trao truyền và tin tưởng nơi chúng ta. Và chúng ta sẽ thật hạnh phúc nhìn lên đất trời rằng chúng ta đã đóng góp để tạo nên những sinh linh màu nhiệm, giá trị trong cuộc đời. Và chúng ta sẽ cùng nắm tay với các em
các em cũng sẽ nắm chặt tay chúng ta đi về tương lai. Và ngày mai, cuộc đời dù có ra sao, mà nếu trong giây phút này chúng ta đã trải lòng sống thật với nhau, cùng giúp nhau tháo gỡ những khó khăn để thiết lập những liên hệ bền vững sâu sắc, ngay giờ phút này chúng ta đã có niềm tin vào tình nghĩa con người với nhau rồi, về tình nghĩa ruột rà với nhau rồi, về tình nhân ái rồi, thì tất cả những giá trị khác chúng ta cũng tin là sẽ đạt được, sẽ chạm tới được. Vì vậy, những con người phi thường trong cuộc đời này sẽ có thể có mặt, và có mặt thật nhiều. Và nhờ sự có mặt đó mà xã hội này, thế giới này sẽ được thay đổi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Và chúc các em thành công. Tôi cũng sẽ đồng hành cùng với các em. Tiếp tục. Chào các bạn trẻ, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài tình yêu liên quan đến trầm cảm. Chúng ta biết là tình yêu có một mãnh lực rất lớn. Khi yêu thì dường như là chúng ta muốn quên tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Thấy tình yêu là đẹp nhất, thấy người mình yêu là quan trọng nhất. Chúng ta đã bay bổng trong khung trời của tình yêu và thấy cuộc đời thật là nên thơ, thật là đáng sống. Nhưng mà các em biết không, đứng về góc độ nuôi dưỡng tâm hồn, thì đó chính là lúc mà các em bắt đầu bỏ rơi cuộc đời mình. Các em bị hút vào đối tượng thương yêu. Các em ngày đêm thương nhớ đối tượng thương yêu. Các em tìm mọi cách để làm vừa lòng đối tượng thương yêu, để đối tượng thương yêu làm vừa lòng lại các em. Các em bỏ ra quá nhiều thời gian và năng lượng để vun đắp cho cái gọi là tình yêu. Nhưng mà kỳ thực là các em lúc nào cũng để tâm mình ở bên ngoài, ở trọ trong lòng người kia, để xem người kia nghĩ gì, người kia muốn gì, người kia thương mình nhiều hay là ít. Và rồi mỗi ngày các em cứ rời xa chính mình, không có ý thức được những gì xảy ra trong con người của mình. Kể cả đói cũng không quan tâm, giấc ngủ cũng không quan tâm, những sinh hoạt cơ bản của bản thân cũng không quan tâm, sự liên hệ gắn kết với các thành phần trong gia đình cũng không quan tâm. Thậm chí có nhiều em vì tình yêu mà làm ảnh hưởng rất lớn đến công ăn việc làm. Đó là lúc các em đang yêu đó, lúc các em được đón nhận một nguồn cảm xúc rất là lớn. Nhưng các em có biết không, nếu tại thời điểm đó các em ngưng yêu, các em không thể tiếp tục yêu vì một lý do gì đó mà buộc hai bên phải tách ra, hoặc thí dụ như là người kia không còn thương em nữa, phản bội em, thì em nghĩ em sẽ như thế nào? Em có thể bình thường được không? Em có thể ổn định liền được không? Em có thể thấy như không có chuyện gì xảy ra không? Hay là em sẽ gục ngã? Hay là em sẽ đau khổ? Thậm chí có nhiều em còn nghĩ đến cái chết. Tại vì trong suốt quá trình thương yêu có một thứ rất là khủng khiếp xảy ra ở bên trong mà các em không bao giờ được biết. Đó là các em đã hình thành một thói quen nghiện ngập cảm xúc. Các nhà khoa học nói rằng não bộ chúng ta thường tự có thể chế xuất ra endorphin và serotonin. Đó là những nội tiết tố giúp cho chúng ta an thần, thư giãn, quân bình, thơ thới, an vui, tạo ra những cảm giác dễ chịu. Và đó là chất liệu để đưa tới hạnh phúc. Nhưng mà khi chúng ta có một đối tượng ở bên ngoài để dựa dẫm vào, để tìm thấy sự hấp dẫn, sự ngọt ngào, sự êm ái, sự dễ chịu từ nơi đối tượng đó,
mà cứ lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần, hàng trăm lần, hàng ngàn lần, thì não bộ buộc phải ghi nhớ tới một cái lệnh mới rằng từ đây trở về sau nó sẽ ngưng chế xuất endorphin và serotonin nữa. Nó sẽ dựa vào những cái thứ hấp dẫn bên ngoài. Mà cái thứ hấp dẫn ở đây nó không chỉ giới hạn ở rượu bia, ở thuốc lá, ở những chất kích thích, mà đó còn là tình yêu. Và trong tình yêu thì có luôn cả tình dục. Vì vậy cho nên là một quãng đường rất là dài, em đã sống cái gọi là vì người khác. Em đã bỏ rơi chính mình. Một thời gian rất là dài, em không tự tạo ra sự an vui, sự thoải mái, sự thư giãn thảnh thơi cho riêng em. Và em đã dựa hẳn vào đối tượng kia. Nhà em không ở, em đi ở nhà người ta. Cái đó em gọi là tình yêu đó. Cái đó em gọi là những giá trị hạnh phúc tuyệt vời của em đó. Có một chú bé bị mù đến nhà một người bạn chơi. Mãi mê trò chuyện rồi cậu không hay trời tối. Thì người bạn mới nhắc cậu bé là thôi anh đi về đi, trời tối rồi. Và người bạn mới trao cho cậu bé mù một cây đèn. Cậu bé mù mới cười nói, trời ơi anh giỡn với tôi hả? Tôi mù mà, anh đưa cây đèn cho tôi để làm cái gì? Thì người bạn kia mới từ tốn giải thích, anh cứ cầm cây đèn này lên đi, người ta thấy anh người ta sẽ tránh. Thế là cậu bé vui quá, cậu bé rất là hạnh phúc, cảm ơn bạn, cầm cây đèn đi về. Thì trên đường về cậu bé cứ nghĩ rằng, chà, chắc hôm nay ai cũng sẽ tránh mình hết đây. Cho nên là cậu bé đã không dùng kỹ năng dò đường mà mình vốn có. Cậu bé đưa cây đèn lên và lao tới phía trước. Một đổi sau thì có một người đâm sầm vào cậu, cả hai đều ngã nhào. Cậu bé giận quá hét lên, trời ơi, bọn anh đuôi sao không thấy cây đèn của tôi vậy? Thì người kia mới ôm bụng cười ngất nói, cái đèn đâu? À, cái đèn của anh tắt lâu rồi anh đuôi ơi. Chúng ta có phải là cậu bé mù đó không? Chúng ta có thể đi được trong cuộc đời này dù chúng ta không phải là cái người có nhiều trí tuệ lắm, có nhiều ánh sáng lắm, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dựa vào bản năng sinh tồn kỳ diệu của mình. Nhưng tiếc thay, khi mà chúng ta có một thứ gì đó để dựa vào, một phương tiện hỗ trợ, thì lập tức chúng ta dựa hẳn vào đối tượng đó. Phải chi dựa vào một ít thì không nói, chúng ta dựa quá nhiều, dựa hẳn vào luôn đối tượng đó, để rồi đánh mất chính mình. Và sự lệ thuộc trong tình yêu xảy ra từ đó. Vậy thì từ đây trở về sau, những gì xảy ra cho cây đèn là sẽ xảy ra cho cuộc đời ta. Cây đèn còn thì chúng ta tiếp tục vững bước, cây đèn tắt thì chúng ta sẽ té ngã, ta sẽ tổn thương, đau khổ. Các em biết không, khi mình yêu thương một người nào, cái sự ham thích của mình, cái sự muốn chiếm hữu của mình, tại vì mình biết đối tượng đó sẽ mang lại cho mình những cảm giác rất là sung sướng, dễ chịu. Cho nên mình luôn cố gắng làm vừa lòng đối tượng. Và mình có thể bỏ qua hết những khuyết điểm, những yếu kém, những vụng về, lầm lỡ của đối tượng. Nhưng mà kỳ lạ lắm, tình yêu của chúng ta nó rất là vô thường. Có lúc nó rất là mạnh mẽ, nhưng mà có lúc nó cũng rất là yếu đuối. Cho nên khi chúng ta không còn quá ham thích, dựa dẫm lệ thuộc vào đối tượng, chúng ta không còn tìm thấy bất cứ sự hấp dẫn nào từ nơi đối tượng, thì cái liên hệ tình cảm ấy còn lại là gì? Tình mà mất đi rồi thì ít nhất còn lại nghĩa, phải không? Nghĩa là gì? Là những gì mà chúng ta đã hy sinh cho nhau, đã hiến tặng những ân tình cho nhau, đã vui buồn đồng cam cộng khổ cùng nhau, đã nhìn nhau, đã đến với nhau trong một liên hệ như là những người bạn rất thân, như là những người tri âm, tri kỷ, như là những người bạn đồng hành, đồng điệu với nhau rất nhiều giá trị trong cuộc sống. Nhờ nghĩa mà chúng ta mới giữ được liên hệ lâu bền. Nhưng mà nếu tình đã yếu mà nghĩa cũng chẳng là bao nhiêu, thì chắc chắn là liên hệ đó trở nên rất là nặng nhọc. Khi mà một liên hệ không đủ tình và không đủ nghĩa đó, thì đối tượng này có thể sẽ làm phiền hà đến đối tượng kia. Các em thử nghĩ, khi mình sống chung một người, mình phải va chạm với một người, mình phải chung đụng với một người, mình phải chịu trách nhiệm cho một người, mà mình không thể đón nhận bất cứ sự ngọt ngào, êm dịu, hấp dẫn nào từ nơi đối tượng đó, thì em có thể sống chung với người đó lâu bền được không? Đó là chưa nói, trong người kia có rất nhiều vấn đề. Mà phải tới khi
cái tình nó lắng dịu xuống, cái nghĩa nó chưa được hình thành á, thì những vấn đề đó nó mới bước ra. Những vết thương từ trong quá khứ của người kia sẽ bước ra. Những thói hư tật xấu trong người kia sẽ bước ra. Những năng lượng tiêu cực nằm trong sâu thẳm tâm hồn người kia sẽ bước ra. Bản ngã to đùng của người kia cũng sẽ bước ra. Mà em cũng đâu vừa, em cũng y chang như người ấy. Em cũng có những tổn thương, cũng có những năng lượng tiêu cực, bản ngã cũng khổng lồ. Hai tâm hồn có vấn đề, hai tâm hồn tổn thương, hai tâm hồn yếu đuối mà đồng hành cùng với nhau trên con đường tình, thì em nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là sẽ làm tổn thương nhau. Trong tình yêu, người ta đã làm tổn thương nhau biết là bao nhiêu. Vì sao? Vì hai bên đã tập cho nhau một thói quen không tốt, đó là anh hãy dựa vào tôi sẽ cho anh tất cả sự hấp dẫn. Em hãy dựa vào anh là điểm tựa tinh thần vững chắc. Hai bên có một phần lừa dối ngầm với nhau, hoặc là công khai với nhau từ buổi ban đầu, để rồi hai bên không thể giữ vững được lời hứa. Hai bên không giữ vững được phong độ, hai bên đã đánh mất những cái đẹp, cái lung linh mà mình đã đem hết con người mình ra, đã thể hiện trong lúc ban đầu. Đó là chưa kể những áp lực của cuộc sống, về mưu sinh, về những vấn đề khó khăn xảy ra xung quanh, về câu chuyện gia đình, về con cái, về rất rất nhiều thứ phải đương đầu và giải quyết. Làm sao để có thể có đủ một nguồn năng lượng khổng lồ để giải quyết hết. Mà chúng ta đừng quên rằng, dầu chúng ta cố gắng sáp nhập hai cuộc đời trở thành một, nhưng mỗi bên vẫn phải có những nhu cầu riêng. Mỗi bên phải có ý thức tự chăm sóc tâm hồn của mình. Tại vì không ai có thể chăm sóc mãi tâm hồn cho ai. Không ai có thể làm cho ai hoài mãi an vui và hạnh phúc. Đó là chưa kể mỗi bên có những vấn đề, có những vết thương, có những nỗi khổ niềm đau, mà chính chủ nhân của những vết thương, của những khổ đau đó mới có thể chữa lành được. Thì thay vì chúng ta cứ quấn vào nhau, lệ thuộc vào nhau, dựa vào nhau rồi đánh mất cuộc đời của bản thân, thì có lúc chúng ta cần phải được tách ra. Khi chúng ta tách ra thì chúng ta sẽ trở về chăm sóc khu vườn tâm của mình. Tự mình nhổ cỏ dại, tự mình trồng hoa thơm, trái ngọt. Để rồi khi chúng ta sáp nhập lại, thì chúng ta sẽ có những giá trị tốt đẹp để dâng tặng cho nhau. Dĩ nhiên là trong một liên hệ tình cảm thì phải có sự nâng đỡ qua lại lẫn nhau. Em ngã thì anh nâng, và anh ngã thì em cũng có thể nâng. Nhưng mà nếu em chưa ngã thì đừng có bắt anh phải nâng hoài. Em ổn mà, tại sao em không dựa vào em để tự tạo niềm vui, hạnh phúc? Rồi khi nào em không thể làm điều đó nữa, hoặc là khi nào chúng ta đủ duyên, thì chúng ta sẽ hợp lại để tạo những niềm vui hạnh phúc chung. Và anh cũng vậy, anh không cần phải lúc nào cũng chăm bẩm hướng về em, canh me em hay là dò xét em. Anh cứ sống cuộc đời của anh lo chăm lo công việc, anh xây dựng các mối liên hệ tình cảm gia đình của anh với bạn bè của anh. Anh hướng tới những hoài bão lý tưởng trong cuộc đời của anh. Và trong khi đó anh sẽ tạo ra rất nhiều năng lượng an lành, mời lên nhiều giá trị tốt đẹp, để khi anh gặp em thì anh có những món quà quý giá để trao tặng cho em. Một liên hệ tình cảm mà được thiết lập trên cái nguyên tắc như vậy, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời mình. Khi nào cần kiếp lắm, khi nào hết chịu đựng nổi, thì mới nhờ đến sự nâng đỡ bên kia. Và khi mình có những khó khăn, khi mình có những nỗi khổ niềm đau, là phải tự động quay về để chữa lành vết thương của mình trước. Còn sự giúp đỡ của người kia phải là vai trò phụ. Và đặc biệt là khi chúng ta bị tổn thương tâm lý, chúng ta bị trầm cảm, chúng ta rất dễ vung ra những năng lượng độc hại làm tổn thương người mình thương, thì chúng ta dù có thương người kia nhiều lắm, dù người kia có thương chúng ta nhiều lắm, thì chúng ta cũng xin người kia được tách ra một thời gian. Có thể một ngày tách ra vài tiếng, một tuần tách ra vài buổi hoặc là vài ngày, để mình rút lui về hang của mình như là con hổ tự liếm vết thương, để mình xây dựng lại niềm tin là mình vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Mình có thể dựa vào thực lực của chính mình. Mình có thể làm cho não bộ mình tự chế xuất ra endorphin và serotonin, những chất an thần như vậy. Khi niềm tin vào bản thân được khôi phục, thì mình có xuất hiện bên người kia cũng vững tâm,
người kia cũng đỡ vất vả, đỡ mệt mỏi. Trong một liên hệ tình cảm mà người này cứ phải dựa dẫm vào người kia một cách tuyệt đối đó, thì đáng sợ lắm. Tình yêu ấy không có sức khỏe, không có lành mạnh, không có tráng kiện, không có cơ bắp, thì không thể nào đi xa trên đường đời với rất nhiều phong ba bão táp. Cho nên nương tựa vào chính mình để làm mới bản thân mình, để mình luôn luôn là một đóa hoa tươi đẹp sẵn sàng hiến tặng cho người mình thương yêu, đó cũng là một cách thể hiện tình yêu đích thực. Đừng quá trông chờ vào những người khác, hãy tin vào chính mình. Chúng ta còn chứa đựng rất nhiều gia tài quý giá bên trong. Hãy tin tưởng vào điều đó. Hãy quay về. Xin cảm ơn đại chúng và các bạn trẻ đã lắng nghe. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến nghệ thuật lắng nghe. Lắng nghe là một phép thực tập rất quan trọng để đi tới sự hiểu biết. Mà có hiểu biết thì mới có thể thương yêu được. Lắng nghe là lắng nghe cái gì? Lắng nghe bao giờ cũng có đối tượng của nó. Hằng ngày chúng ta cũng có lắng nghe, nhưng mà đối tượng lắng nghe của chúng ta thường chỉ đem lại những cái quyền lợi cho chính chúng ta thôi. Thí dụ như là chúng ta chỉ thích nghe những lời nói ngọt ngào, êm dịu, kể cả những cái lời mà người trẻ cho là những lời có cánh thì chúng ta cũng vẫn thích nghe, tức là những cái lời đưa đẩy cho vui chứ không có thật. Ta thích nghe những cái lời khen ngợi về tài năng hay là đức hạnh của mình, thích nghe những cái lời kính trọng, những cái lời quan tâm, vỗ về chăm sóc mình. Nói chung là chúng ta thích nghe những cái âm thanh nào nó đem tới cho chúng ta một cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, sung sướng, những cái lạc thọ, pleasance. Thì đây cũng là một cái nhu yếu chính đáng của con người thôi. Nhưng mà nếu chúng ta cứ đi tìm tòi những cái âm thanh như vậy, những cái thức ăn của bản ngã đó, thì tức là chúng ta đang dung dưỡng cho cái bản năng hưởng thụ của mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta làm suy yếu đi cái nội lực của mình, luôn đi dựa dẫm vào những cái điều kiện hấp dẫn ở bên ngoài. Cho nên khi chúng ta nghe một cái lời nói không dễ thương, một cái lời chướng tai, thì chúng ta sẽ phản ứng ngay lập tức, có thể là đỏ mặt, run rẩy, nổi giận, hay là tìm cách để nói lại một câu nói làm cho người kia đau đớn thì mình mới chịu. Tại vì chúng ta không quen cái cách ứng xử đó. Chúng ta không thích một cái lời nói thiếu tế nhị, thiếu lễ phép, thiếu tôn trọng, thiếu ngọt ngào như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ, cuộc sống nó có thăng có trầm. Con người một khi mà chưa làm chủ được bản thân mình một cách hoàn toàn thì chắc chắn họ cũng sẽ bị lên xuống theo hoàn cảnh. Có khi người kia họ đang gặp khó khăn, họ đang rất khổ, cho nên họ không kiềm chế được cái cơn cảm xúc của mình. Vì vậy họ nói năng lung tung để mà giải tỏa cái cơn cảm xúc, để bảo vệ cái tôi của mình. Cũng có thể là họ do cái thói quen tranh chấp với cuộc sống, cho nên bây giờ họ không còn cái khả năng để sử dụng một cái lời nói từ hòa, nhu nhí, ngọt ngào, dễ thương như năm xưa nữa. Bây giờ một lời nói ra của họ nó mang đầy chất liệu của sự cọc cằn, gai góc, của sự chua chát, đầy quyền lực, đầy sự độc tài, thì mình nghe không nổi. Vì lý do đó mà cái khả năng lắng nghe của mình ngày một yếu dần, tại vì mình cứ tránh xa những cái lời như vậy. Mình có thể ngồi hàng giờ để mà ôm cái điện thoại, nhưng mà không phải để lắng nghe người khác, mà tại vì cái đầu dây bên kia có người đang lắng nghe mình. Tại vì mình cũng có quá nhiều những cái nỗi khổ niềm đau, quá nhiều những cái điều phiền muộn cần phải được chia sớt ra. Hoặc là mình có thể ngồi hàng giờ với cái tivi để mà xem hết bộ phim này tới bộ phim khác,
để mà sẵn sàng nghe những cái tiếng súng nổ chát chúa, nhưng mà mình cũng chịu, còn hơn là mình phải ngồi nghe một người khác than vãn, kêu ca hay là đai nghiến mình. Hoặc là mình chui vào internet, ngoạn mục trên các trang web đầy những cái cạm bẫy, hay là tìm một cái người xa lạ nào đó để mà tán gẫu, để mà nghe những cái lời phù phiếm vô nghĩa, nhưng mà mình vẫn chịu, mình vẫn chấp nhận, vẫn thấy thích thú. Tuy là mình biết giả tạm, nhưng mà mình thấy nó thoải mái hơn là mình phải ngồi nghe với một cái máy nói toàn là những cái khuyết điểm hay là những cái lầm lỡ vụng về của mình, trong khi người kia họ rất cần mình, rất muốn mình lắng nghe họ để mà hiểu được họ. Họ đang kẹt trong một vài cái khúc mắc, đang chìm đắm trong khổ đau. Mình nói mình là người thương của họ thì mình phải có trách nhiệm với họ, trách nhiệm với những cái nỗi khổ niềm đau của họ chứ. Họ khổ thì mình cũng khổ. Còn nếu mình nói là tôi không có khả năng lắng nghe, tôi không thể thấu hiểu được, thì điều đó có nghĩa là mình tự tuyên bố mình không có khả năng thương yêu. Thì tại sao mình lại thiết lập cái liên hệ đó? Tại vì theo nguyên tắc của thương yêu thì ta phải có trách nhiệm chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của người thương mình. Nghĩa là một trong những cái điều kiện căn bản của thương yêu á, là ta phải có khả năng chia sẻ, compassion. Nếu mình nghĩ rằng mình thương người đó, mình đem hết tài năng, đem hết mà của cải vật chất để mà cho người đó không thiếu một cái món gì, thì mình đã làm tròn trách nhiệm thương yêu rồi, thì đó là một cái sai lầm rất lớn. Mình không hiểu người kia họ cần cái gì và không cần cái gì. Mình cứ làm theo cái cách của mình thôi, theo cái cảm nhận hời hợt của mình. Cho nên mình càng làm thì người kia họ lại càng khổ, mà mình không hiểu tại sao. Mình muốn chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của người khác á, thì bắt buộc mình phải có cái khả năng lắng nghe. Tại vì chỉ có nghe đó thì mình mới có thể thấu hiểu được nguồn cơn. Nói cách khác là lý do tại sao mà anh phải lắng nghe nỗi khổ đau của người kia là tại vì anh có tình thương với họ. Nghĩa là nếu anh chấp nhận lắng nghe rồi, chấp nhận giúp đỡ họ, thì anh đã nghĩ tới cái chuyện là buông bỏ bớt cái tôi ích kỷ của mình. Cái tôi của anh năm xưa nó vốn được thích nghe những cái lời ngon ngọt, dịu dàng, êm ái. Đó là một cái tôi ích kỷ. Bây giờ anh muốn sáp nhập biên giới mình với người kia, muốn thương yêu người kia, thì anh phải chấp nhận những cái lời trái tai, những cái lời chua chát, những cái lời nặng nề, để cho con tim anh nó lớn hơn, để anh được trưởng thành hơn, để anh vững chãi hơn. Thì đó là một cái công việc nó thuộc về trách nhiệm bổn phận và không có dễ dàng một chút nào. Anh phải trải qua một cái quá trình luyện tập. Người kia đang bị khổ đau khống chế, mà nếu ta đòi hỏi họ phải nói như thế này, phải nói như thế kia thì chúng ta mới chịu nghe, thì không thể được. Họ nói như thế nào chúng ta cũng có thể nghe được cả. Tại vì chúng ta nghe họ với cái tâm niệm xót thương và muốn cứu giúp, chứ không phải nghe để mà hưởng thụ. Cho nên đâu cần phải đòi hỏi này nọ. Như vậy thì muốn lắng nghe họ thì mình cần phải có một cái quyết tâm, và cần có một cái chút kiên nhẫn luyện tập, thì cái khả năng nghe của mình nó mới sâu được. Lắng nghe sâu, listening deeply. Chúng ta có Bồ Tát Quán Thế Âm Avalokiteshvara Bodhisattva, một vị Bồ Tát luôn lắng nghe tiếng kêu thương của cuộc đời để kịp thời có mặt và cứu giúp. Vậy thì chúng ta thần tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta kính trọng Bồ Tát Quan Thế Âm, thì chúng ta hãy tự nhận mình là sứ giả của Bồ Tát Quan Thế Âm đi, để mà đem hết cái năng lực tâm từ của mình ra. Năng lực tâm từ tức là yêu thương một cách không có đòi hỏi những điều kiện. Chúng ta hãy đem những cái năng lực tâm từ của mình ra để mà ngồi xuống thật là lâu, thật bền, để mà lắng nghe tiếng kêu cứu của người thương mình. Và mình cũng hỏi là tại sao mình phải lắng nghe họ nhiều tới như vậy? Thì cái câu trả lời duy nhất là tại vì mình có tình thương với họ. Họ đang khổ
và họ đang cần sự giúp đỡ của mình. Có thể trong cách nói của họ sẽ mang nhiều sự vụng về, lời nói của họ còn nhiều sự trách móc hờn dỗi. Có thể giọng nói của họ còn mang nhiều uy lực bạo hành. Có thể cách nói của họ còn đầy dẫy sự châm chích, sự lên án, buộc tội. Có thể họ đang rơi vào một cái nhận thức sai lầm nào đó về mình hay là về chính họ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng để cho cái cảm xúc giận hờn của họ nó lây lan vào mình, tưới tẩm cái hạt giống giận hờn của mình rồi mình cũng nổi giận, thì cái buổi lắng nghe đó sẽ không thành công. Cho nên khi mình đã quyết tâm lắng nghe người kia thì mình phải thật sự tỉnh táo, phải vững vàng và có chút luyện tập điều phục cái cơn cảm xúc của mình để mà mình có đủ sự kiên nhẫn ngồi lắng nghe người đó suốt từ giờ này sang giờ khác mà không thấy mệt mỏi, căng thẳng hay là có một cái thái độ phản ứng. Mình phải chịu khó im lặng và không phản ứng, và chỉ có cách đó thì người kia mới nói ra hết những cái khúc mắc ở trong lòng của họ, nhất là những cái khúc mắc có liên quan tới mình. Và chúng ta chỉ cần lắng nghe thôi thì đã làm cho người kia vơi rất nhiều khổ đau rồi. Chỉ cần lắng nghe thôi. Huống chi là khi nghe xong chúng ta có thể thấu hiểu được cái nguồn cơn khổ đau của người đó để mà mình tự biết mình nên làm gì và không nên làm gì để cho họ hết khổ. Thì chúng ta cần ít nhất là ba điều kiện sau đây thì mới có thể lắng nghe một cái người đang khổ, nhất là người đó đang khổ vì mình. Thứ nhất là sự có mặt đích thực. Nếu mình đã chấp nhận lắng nghe người kia thì mình phải sắp xếp công việc cho nó thật là ổn thỏa, chuẩn bị một tinh thần cho nó thật sự là thoải mái để mình có mặt 100% trong khi ngồi lắng nghe người kia. Chứ mà mình ngồi đó cứ đưa mắt nhìn xa xăm như là muốn chờ đợi một cái gì, tìm kiếm một cái gì, hay là cứ nhìn lên đồng hồ rồi cứ cầm điện thoại bấm bấm rồi cứ quay bên này quay bên kia không yên, ngồi thấp tha thấp thỏm như là ngồi trên cái cục than hồng, thì làm sao mà người kia họ nói ra được, có phải vậy không? Mình phải gác qua mọi thứ, coi cái việc lắng nghe là cái việc quan trọng nhất trong cái giờ phút đó, không có cái chuyện gì quan trọng hơn thế nữa. Cho nên mình nhất định là không có để cho tâm mình bị chi phối. Còn nếu mà mình chưa sẵn sàng thì mình có thể xin một cái buổi hẹn khác. Đừng có miễn cưỡng mà trở thành một cái sự thực tập hình thức. Như vậy sẽ làm cho người kia thêm tổn thương chứ không có lợi ích gì cả. Và bên kia cũng nhớ là khi mình muốn mời một người nào ngồi xuống lắng nghe mình thì mình cần phải cẩn thận hỏi người đó đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cho mình nửa giờ hay là 1 giờ để mà ngồi xuống nghe mình nói lên những cái nỗi khổ niềm đau, nghe mình chia sẻ. Nếu bên kia nói được thì mình mới nói. Còn nếu mà họ nói là họ chưa có sẵn sàng, mình đừng có để cho cái cảm xúc nôn nóng của mình bắt ép họ ngồi xuống. Họ ngồi như một khúc củi khô đó thì cũng chẳng lợi ích gì. Nhưng mà nhiều khi mình chia sẻ bằng cái năng lượng buồn tủi, trách móc, phiền muộn, tưới tẩm vào cái hạt giống giận hờn của họ chưa điều phục được đó, thì có thể là họ sẽ có những cái phản ứng rất là tiêu cực, thì cái tình trạng nó càng thêm lầy lội chứ không có giải quyết được gì. Và chúng ta cũng cẩn thận cái điều này trong khi chúng ta muốn gọi điện thoại cho người khác. Khi mình muốn gọi điện thoại cho người nào thì cái câu đầu tiên mình nên hỏi là: tôi có thể nói chuyện với anh 5 phút hay là 10 phút được hay không? Và nếu bên kia hoan hỷ trả lời là được thì mình mới nói. Tại vì nhiều khi họ đang bận công việc, họ đang chạy xe trên highway hay là họ đang ngồi bên cạnh một vài người nào đó, mà mình cứ xả vào đó một cách thoải mái thì làm cho người kia tê liệt hoàn toàn. Họ rất là sợ sau này mình mỗi lần gọi điện thoại tới thấy cái số điện thoại của mình
và họ không dám nhấc máy, thì mình đừng hỏi tại sao. Vậy thì khi mình đã xác nhận lắng nghe người kia là một cái phần tất yếu của cuộc sống, là một cái điều kiện quan trọng để nuôi dưỡng tình thương đó, thì mình phải hết lòng lắng nghe trong cái giây phút đó. Bao nhiêu dự án mình cũng phải xếp lại, bao nhiêu vấn đề quan trọng mình cũng phải gác qua để nhường lại cho cái vấn đề lắng nghe người kia. Mình có làm được như vậy hay không? Mình có thể ngồi xuống chú tâm vào ánh mắt của người kia, chú tâm vào từng lời, từng chữ, từng dáng điệu, từng cái dòng cảm xúc của họ. Tại vì khi mình chú tâm thì người kia họ mới có cảm hứng để họ nói hết bụng hết dạ của họ ra. Mình chú tâm thì mình mới có thể thấy hết được những cái nỗi khổ niềm đau chia ly ở trong lòng của họ. Và cái sự có mặt đích thực như vậy, chúng ta vẫn thường gọi đó là chánh niệm, right mindfulness. Điều kiện thứ hai đó là lắng nghe với cái tâm không thành kiến. Nếu mà chúng ta đã nhận lời ngồi xuống để lắng nghe người kia, thì chúng ta hãy nên tự hỏi mình ngồi xuống như vậy để làm gì? Nếu mà mình không thấy rõ được cái mục đích, hay chúng ta không có đốt sáng được cái ý thức một cách liên tục, mình ngồi xuống nghe đây để mà giúp cho người kia vơi bớt những cái nỗi khổ niềm đau, thì cái sự kiên nhẫn của mình nó sẽ bị đe dọa, và mình sẽ dễ dàng có những cái phản ứng vì những cái điều nói ra không có nghe, không có xứng hợp với tai của mình. Và nếu mình đã xác định được mục đích rồi, thì chúng ta phải không ngừng nhìn lại tâm của mình trong khi mình lắng nghe người kia. Mình phải kiểm tra lại xem là trong tâm của mình nó có đang bực dọc, có đang khó chịu, có đang có những cái thành kiến về người kia không. Nếu mình cứ cắn răng chịu đựng để mà lắng nghe cho tròn trách nhiệm, để cho người kia họ hài lòng, họ hả dạ đó, tại vì mình biết rằng những điều họ sắp nói ra thì mình đã biết hết rồi. Sống với nhau chừng ấy năm trời có cái gì mà mình không biết, thì chắc chắn cái buổi lắng nghe đó sẽ thất bại dài, không có lợi ích gì cả. Mình phải tập lắng nghe người kia với cái tâm không thành kiến, với cái tâm tinh khôi, mới mẻ, nghe như là mới nghe lần đầu. Mình không có chụp bắt từng chữ, từng lời để mà mình phán xét hay là mình buộc tội. Mình cũng không có cho rằng là cái chuyện này tôi đã biết rồi, cái ý này tôi đã nghe, tôi đã hiểu hết rồi. Tại vì cái tâm thức con người nó không ngừng biến chuyển, thì những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng của họ nó cũng không ngừng thay đổi, có lúc sâu, có lúc cạn, có lúc nặng nề, có lúc nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên mình phải dùng cái tâm trong suốt để mà mình lắng nghe, thì mình mới lần mò ra được cái nguồn cơn gốc rễ cái sự thật. Dù người kia có nói ra những cái điều mà mình đã thấy là nó giống y như là tuần trước họ nói hay là tháng trước họ đã nói rồi, nhưng mà mình vẫn im lặng để lắng nghe trong một suốt cái quá trình như vậy. Biết đâu lần này với cái tâm không thành kiến của mình thì mình sẽ hiểu được nhiều cái góc cạnh nữa trong cái câu chuyện đó, trong cái vấn đề đó, mà trước kia vì mình không có hết lòng lắng nghe, mình nghe có nửa lỗ tai, hay là vì thành kiến mà mình không có thấy được cái chiều sâu của sự thật. Và cái điều kiện thứ ba đó là lắng nghe với cái lòng thành khẩn. Nếu mà vì bất đắc dĩ mình phải ngồi xuống lắng nghe, vì cả nể, vì miễn cưỡng, thì như đã nói là chúng ta không đủ sức để mà ngồi cả giờ đồng hồ hay là 2 giờ đồng hồ mà không có khó chịu, không có phản ứng. Thì huống chi mình muốn cho bên kia họ chịu nói ra hết những cái khúc mắc sâu kín trong lòng của họ đó, thì mình phải có trách nhiệm khơi gợi cho họ đủ can đảm và niềm tin để mà nói ra nữa. Mà muốn như vậy thì mình phải làm cho họ thấy được cái thiện chí muốn lắng nghe của mình, họ phải thấy được cái lòng thành khẩn của mình. Cho nên mình phải biết sử dụng ái ngữ để mà xin họ nói ra những cái điều mà họ đang ấp ủ trong lòng. Thí dụ như là em có nỗi khổ gì thì hãy nói cho anh biết, biết đâu anh có thể giúp được em thì sao. Hoặc là em rất là sẵn sàng muốn được anh chia sẻ những cái khúc mắc trong lòng của anh, tại vì em nghĩ rằng em có phần trách nhiệm ở trong đó. Nói như vậy thì rất dễ mở đường cho người ta chia sẻ, phải không? Nhưng mà tại sao mình phải làm như vậy? Tại vì mình có tấm lòng lớn,
Mình là một cái kẻ đang lành lặn, một cái kẻ đang vững chãi, thì mình đủ sức để mà bỏ bớt cái tự ái của mình xuống, để mình biểu hiện cái sự thành tâm trong lòng của mình, trong từng cử chỉ, trong từng hành động, trong từng ánh mắt, để mà giúp họ đủ can đảm và niềm tin để nói lên cái sự thật, để mà cùng giúp đỡ nhau, giúp đỡ cho người kia, nghĩa là giúp đỡ cho chính mình. Tại vì khi người kia có hạnh phúc thì mình sẽ có hạnh phúc. Và nhờ có lòng thành khẩn, mà khi mình nghe bên kia nói ra những cái điều có thể là sai với sự thật, có thể là rất oan ức cho mình, hay là mình thấy cái quan điểm của người kia sao mà quá ấu trĩ, quá hẹp hòi, thì mình sẽ không dễ dàng nổi giận, hay là cắt ngang, không có cướp lời, hay là không có phán xét cái này đúng cái kia sai. Và chỉ có cái lòng thành khẩn mới giúp mình duy trì được cái năng lượng chánh niệm, mindfulness energy, trong suốt quá trình ngồi lắng nghe người kia. Và trong trường hợp này, mình hãy nghĩ là mình đang đóng vai của một nhà tâm lý trị liệu để ngồi lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của bệnh nhân của mình. Nếu mà mình không đóng được cái vai này đó, mình không cho rằng mình là một cái người phải chịu trách nhiệm cho người kia, thì mình sẽ mất đi một cái lợi thế rất lớn để giữ vững một cái liên hệ thương yêu. Mình không nghe được người thương của mình, nghĩa là mình mất đi một cái quyền lợi trong cái liên hệ thương yêu. Tại vì muốn hiểu thấu được người kia đó, thì mình cái cách hay nhất là nên lắng nghe người kia, đừng có dùng cái cảm nhận hời hợt của mình, đừng có tiên đoán. Mà mình không hiểu được người kia thì không cách gì mình thương được người kia, mà không thương được thì có liên hệ để làm gì? Và nếu mình có lòng thành khẩn, thì trong khi mình nghe người kia, mình có thể gật gù khi nghe người kia nói, có thể nở một nụ cười thật là tươi mát để mà nhìn vào người đó, hoặc là có thể ngồi rất im để chăm chú lắng nghe. Nhưng mà nếu lời nói của người kia mang đầy sự trách móc, giận hờn, phán xét, buộc tội, khiến cho những cái hạt giống giận tức, những hạt giống hờn tủi trong lòng mình nó bị kích động, tại vì một khi tâm mình nó bị che lấp bởi những cái năng lượng tiêu cực đó, thì chúng ta sẽ mất đi cái khả năng lắng nghe, và cánh cửa trái tim của chúng ta sẽ khép lại. Cho nên mỗi khi mình thấy cảm xúc tự ái của mình nó bị kích động, thì chúng ta hãy tự nhắc nhở là mình đang muốn giúp người kia, đang muốn tạo một cơ hội cho người kia nói lên những cái nỗi đau khổ nó đang hành hạ họ. Cho nên mình không để cho cái quyền lợi của bản ngã chen vào, không để cho cái tự ái lên ngôi, và vì vậy mà cái khả năng lắng nghe của chúng ta được tiếp tục nuôi dưỡng. Ai trong chúng ta cũng có cái nhu yếu muốn được chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau, những cái khó khăn của mình. Nhưng mà sống với một cái người vô tâm, họ chỉ đến bên mình khi họ cần mình thôi, thì chắc chắn là mình sẽ rất khổ. Và điều bất hạnh lớn nhất là cái người mà mình thương yêu nhất là không hiểu được mình, không chia sẻ được những cái khó khăn sâu sắc trong lòng của mình, nó đang đè nặng trong lòng mình. Cho nên chúng ta hãy luôn tự đặt cho mình một câu hỏi là mình có thật sự hiểu được người thương của mình không? Nếu mình nói mình thương họ, chúng ta đừng có chủ quan cho là mình đã hiểu họ hết rồi. Tại vì thấy họ lúc nào cũng vui cười, đâu có thấy, đâu có nghe, đâu có thấy họ than vãn gì đâu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết là họ đang rất cố gắng để mà chấp nhận mình. Nhưng mà khả năng của họ cũng có giới hạn. Vì vậy chúng ta cũng nên thỉnh thoảng quay về để mà hỏi người thương của mình có khó khăn gì, hãy nói cho mình biết, mình sẽ sẵn sàng lắng nghe và tìm cách giúp đỡ họ. Cho dù không giúp đỡ được liền, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta có cái trách nhiệm đó, và trong tương lai chúng ta sẽ giúp họ. Tại vì những cái điều sâu kín trong tâm hồn sẽ dễ dàng nói ra nếu như đối phương bên kia họ thật sự quan tâm, thật sự muốn biết. Mà nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là ai bảo ôm ấp trong lòng làm chi cho khổ, không chỉ nói ra thì ai mà biết được,
Hoặc là tại sao mình phải đi tìm hiểu những cái điều mà họ không muốn nói ra? Nếu mà chúng ta vẫn nghĩ như vậy thì chúng ta không bao giờ hiểu thấu được những cái ước vọng thâm sâu, những cái khó khăn ở trong lòng người thương của mình. Tại vì ngay chúng ta cũng có đôi lúc không đủ sức để mà tự hóa giải những cái khó khăn của mình. Vì tự ái, vì danh dự, cho nên chúng ta đành cắn răng chịu đựng, chứ nhất định không có nói ra. Nhưng khi người kia họ biết được, họ đến bên ta, họ có một cái lời giải thích tận tường, thì chúng ta thấy lòng mình nhẹ nhõm, có phải vậy hay không? Cho nên đã là một cái liên hệ thương yêu, thì chúng ta không thể nào từ khước cái trách nhiệm chia sẻ những cái khó khăn, những cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Bởi vì nếu mà người thương của chúng ta khổ thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được. Hạnh phúc luôn cái nhãn quan của mình đều là cái sản tạo phẩm của tâm thức, do cái kiến thức có sẵn hay là cái kinh nghiệm có sẵn cung cấp, chứ không phản ánh được thực tại nó đang là. Cho nên muốn nhìn thấy được bản chất của mọi sự mọi vật ở trong thực tại thì chỉ có còn cách là làm sao chúng ta sử dụng được con mắt trong của mình, con mắt không chứa sẵn kinh nghiệm hay là kiến thức, và đó là con mắt thiền nhận diện đơn thuần, mere recognition. Nhận diện đơn thuần là một cái phương pháp thiền căn bản nhất. Khi nhìn vào một đối tượng, chúng ta phải thấy như nó đang là, chứ không phải là như mình đang là. Chúng ta phải cẩn thận cái chỗ này nha. Nhưng nếu như chúng ta chưa thực tập cái nhìn đó một cách thuần thục như vậy, thì ta nên tập hiểu đối tượng bằng cách lắng nghe hơn là nhìn trực tiếp. Tại vì những cái màu sắc lấp lánh bên ngoài thường dễ khiến cho chúng ta không chú tâm tới cái phẩm chất ở bên trong nữa. Vì vậy mà khi chúng ta nhắm mắt lại để mà lắng nghe, dù là nghe một bản nhạc, thì ta sẽ tìm thấy được cái sợi dây liên lạc giữa những cái tâm hồn với nhau. Cho nên bây giờ các ca sĩ họ hay chăm chút cái nhìn để mà đánh lừa cái nghe của khán thính giả. Nhưng mà nếu chúng ta nhắm mắt lại, hoặc là chúng ta không xem trực tiếp, chỉ nghe tiếng hát thôi, thì chúng ta rất là dễ nắm bắt được cái phẩm chất của giọng hát, cái thần thái của ca sĩ trình bày bài hát, và ta nghe trọn được cái thông điệp của tác giả gửi gắm trong từng lời, từng chữ của bài hát. Nói một cách khác á, cái thấy đó thường làm hạn chế cái nghe, nhưng mà người ta lại thích thấy hơn là thích nghe, tin vào mắt hơn là tin vào tai. Cho nên chúng ta vẫn thường đánh mất rất nhiều cái giá trị ở bên trong. Như vậy thì muốn lắng nghe thì ta phải để lòng của mình thật là nhẹ nhàng, thanh thản. Chúng ta phải buông bỏ bớt những cái thói quen đánh giá hay là phán xét khi chúng ta nhìn vào một cái đối tượng. Đặc biệt là bớt nói năng để mà giải tỏa những cái cảm xúc của mình, bớt thái độ nghi ngờ, bớt thành kiến. Tập im lặng, noble silence. Tập im lặng là một cái thái độ bớt chạy theo những cái đối tượng bên ngoài, quay về chính mình để mà nghe lại cái tiếng lòng của mình. Ta cần hiểu mình một cách sâu sắc trước khi muốn hiểu người khác, chứ đừng có quá nôn nóng đi tìm hiểu người khác trong khi mình chẳng hiểu gì về chính mình cả. Như vậy thì mình sẽ nhìn người khác bằng cái phiền não của chính mình thôi, mình sẽ hiểu lầm họ và đánh mất họ. Và muốn nghe được cái tiếng lòng sâu thẳm của mình thì chúng ta phải can đảm đóng bớt các cánh cửa giác quan lại, dừng lại cái cuộc truy tìm những cái cảm hứng từ những đối tượng cuốn hút ở bên ngoài, và chúng ta hết lòng khám phá về những cái bí ẩn sâu kín trong tâm hồn thay vì tìm thêm cái sự thỏa mãn cho nó. Lắng nghe chính mình là một cái hành động rất là hiểu biết, rất trí thức, và chúng ta phải có một cái ý chí lớn lắm chúng ta mới làm được. Tại vì thói thường của chúng ta thì thường thích nghe ngóng những cái điều ở bên ngoài. Tại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn tồn tại được thì chúng ta cần phải biết người khác như thế nào để mình biết cách mà ứng phó chứ, phải không? Nhưng mà biết người mà không biết ta thì cũng chết. Vậy thì trước khi biết người á, thì hãy biết ta trước đã. Biết ta nó có nhiều cơ hội
hơn là mình biết người. Biết ta rồi thì biết người rất là dễ, chứ mà chưa biết ta mà đòi đi biết người thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái vũng lầy của tri giác sai lầm, wrong perception. Tại vì ta vẫn nhìn người bằng cái thành kiến của chính mình. Tất nhiên là có những lúc ta cũng muốn quay lại để tìm hiểu chính mình, nhưng mà thấy cũng hơi ngán. Tại vì thấy nó lung tung quá, lung tung như là một bãi chiến trường. Chứ đừng không biết bao nhiêu là cái năng lượng tiêu cực trên bề mặt của ý thức, những cái trận xung đột mãnh liệt trong tâm thức, những toan tính ích kỷ, những đòi hỏi thèm khát, những cơn giận bạo hành nó luôn thúc đẩy ở trong tâm. Và không phải khi mình ngồi xuống thì mình mới có thể lắng nghe, mà khi mình đối diện với bất kỳ một cái đối tượng nào thì mình cũng có thể thực tập được cái phép lắng nghe sâu. Tại vì cái tâm thức của chúng ta nó vốn là luôn hoạt động kia mà. Và sẽ rất nguy hiểm khi mà ta dường như không hiểu ra những cái thông điệp sâu kín ở bên trong, nó luôn chi phối mọi cái suy tư, mọi cái cử chỉ hành động của chúng ta. Mình ngỡ mình đã hiểu được mình rồi, nhưng mà kỳ thực mình vẫn chưa hiểu gì về mình cả. Và nếu chúng ta không lắng nghe để mà hiểu rõ được cái thực chất hiện trạng tâm thức của mình, không thấy được cái nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới cái tình trạng như vậy, thì chúng ta sẽ mãi nằm trong cái vũng lầy khổ đau và sống theo cái bản năng ích kỷ của mình thôi. Trong quá khứ chúng ta đã luôn tự cho mình là một cái kẻ khéo léo, biết che đậy những cái tâm hành yếu kém của mình. Và chúng ta đã để cho chúng hình thành một cái thói quen như là một cái bản tính. Mà chúng ta không hiểu tại sao mà thỉnh thoảng mình có những cái phản ứng kỳ cục, mình có những cái thay đổi rất là bất ngờ. Nhưng mà chúng ta đừng có nao núng, đừng lo sợ, đừng có thái độ mặc cảm chê trách những cái phiền não đó. Tại vì chúng chỉ là một cái kết quả rất là tự nhiên trong suốt một cái đoạn đường dài chúng ta thiếu sự quan tâm chăm sóc, thiếu sự giúp đỡ. Và chúng ta tin rằng cái bản chất của chúng là vô thường, thì trước sau gì chúng cũng sẽ tan biến nếu chúng ta biết cách trị liệu. Vậy thì chúng ta chỉ cần cho mình một cái thời gian đủ lâu để mà luyện tập, để mà có được một cái thói quen lắng nghe sự biểu hiện, sự vận hành hay là những cái tác động âm thầm của chúng, rồi từ từ chúng ta mới thấu hiểu và điều phục được những cái phiền não đó. Và tuy nhiên, trong tâm chúng ta cũng có những cái năng lượng tích cực nữa, nó cũng đang âm thầm hoạt động. Ta cần ý thức và ghi nhận tất cả những gì có thật nó đang diễn ra ở trong tâm của chúng ta, dù đó là năng lượng tích cực hay là tiêu cực, dù là tốt hay là xấu. Ý thức, quan sát, ghi nhận bằng một cái thái độ không thành kiến sẽ giúp cho chúng ta hiểu được chúng ta rất nhiều. Như là chúng ta phải cảm nhận được cái niềm hỷ lạc khi mình có được những cái bước chân thiền hành một mình trên con đường vắng. Như là chúng ta thấy rõ từng cái tế bào ở trong não bộ của mình nó được thư giãn khi mình nở một cái nụ cười tươi mát với ai đó, hay là mình dừng lại mọi suy nghĩ khi mình lắng nghe một tiếng chuông. Mình cần ý thức được một cách rõ ràng về tình trạng hơi thở của mình, nó đang lắng dịu hay là đang hỗn hển. Lắng dịu cũng được mà hỗn hển cũng được. Bí quyết của thiền tập là lắng nghe và thấu hiểu, chứ không có bỏ vào cái thái độ yêu thích hay là chống đối, không có áp đặt lên cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát. Hay là ta cũng cần ghi nhận cái tâm trạng hoan hỷ và hạnh phúc khi mình giúp được một cái kẻ nào đó, hay là cái tâm trạng nhẹ nhàng khi mình mở lòng ra để tha thứ cho một ai đó, hay là cái tâm trạng an nhiên tự tại khi mình không còn chạy lung tung, khi mình có thể an trú được trong giây phút hiện tại. Và chỉ khi nào mình lắng nghe được tiếng lòng của mình một cách chân thật, hiểu rõ những cái thông điệp nấp phía sau mỗi cái suy tư, lời nói và hành động của mình, thì chúng ta mới có hy vọng làm chủ được cuộc đời mình. Và chỉ khi nào chúng ta làm chủ được
ý chí và tình thương của mình, vô hiệu hóa những cái năng lượng độc hại của phiền não ở trong tâm, thì ta mới có đủ bản lĩnh để mà ngồi xuống lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của kẻ khác một cách có hiệu quả. Dù ta rất có lòng để muốn lắng nghe kẻ khác, nhưng nếu ta không đủ thiện chí và nghệ thuật để lắng nghe thì cũng trở thành vô ích. Tại vì khi chưa kịp lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau, những cái bế tắc sâu kín trong lòng người kia, thì những cái năng lượng độc hại phiền não của người kia tưới tẩm vào cái tâm thức của mình, làm cho nó xáo trộn lên. Từ cái ý nguyện muốn lắng nghe người khác thì tự nhiên mình biến người kia trở thành kẻ lắng nghe những cái bức xúc, những khó chịu của mình. Và trường hợp này rất là thường xảy ra. Cho nên chúng ta phải thiết kế đời sống của mình lại, làm sao cho ta có nhiều cơ hội để mà lắng nghe mình mỗi ngày. Đó là một cái thái độ rất khôn ngoan, một thái độ biết sống, biết làm cho cuộc sống của mình có phẩm chất, có giá trị. Thì đầu tiên chúng ta phải tập nghe ở những cái nơi mà không có quá nhiều âm thanh nó khuấy nhiễu, để làm cho chúng ta bị phân tâm. Chúng ta cần luyện tập nghe chính mình, hiểu chính mình, để mình thấy được cái phẩm chất của mình nó đang trong một cái tình trạng như thế nào. Có cân bằng với mọi người không? Có hòa điệu với cuộc sống không? Có bình an, có hạnh phúc không? Để ta biết là mình nên thêm cái gì, nên bớt cái gì để cho mình có an ổn và có hạnh phúc. Để khi mình thiết lập một cái liên hệ với ai đó thì họ cũng thấy nhẹ nhàng và họ tin tưởng được. Vậy thì bỏ ra nửa giờ hay là một giờ để mà lắng nghe chính mình thì cũng cần lắm chứ. Cần hơn cả việc ăn uống, cần hơn cả việc nghỉ ngơi, cần hơn cả việc bàn tán những cái dự án kế hoạch. Tại sao mình có thể bỏ ra cả buổi tối để mà mình đi nghe nhạc, mà không dám bỏ ra nửa giờ để nghe lại cái tiếng lòng của mình? Và trong khi làm việc hay là tiếp xúc với mọi đối tượng xung quanh, chúng ta vẫn có thể thực tập im lặng để mà lắng nghe những cái phản ứng của mình đối với những cái điều như ý và những cái điều bất như ý. Và có khi chúng ta chú tâm vào những cái gì nó xảy ra nơi đối tượng nhiều hơn. Có khi thì chúng ta cần chú tâm vào chính mình nhiều hơn. Và cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lắng nghe chính mình và lắng nghe đối tượng sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn thông đạt về thân phận của mình và về cuộc sống. Chúng ta cũng cần tập lắng nghe những cái tiếng động nó đang xảy ra chung quanh, tại vì nó là một phần tất yếu của cuộc sống mà chúng ta đang tham dự. Nhờ lắng nghe tiếng gió, lắng nghe tiếng lá rụng, lắng nghe tiếng mưa rơi, lắng nghe tiếng em bé cười khúc khích, lắng nghe tiếng mẹ gọi con về ăn cơm chiều, lắng nghe tiếng chim rủ nhau bay về tổ ấm, tất cả những âm thanh này nó sẽ giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Tại vì nó có tính chất trị liệu phần nào những cái căng thẳng, những cái bế tắc ở trong lòng. Thiên nhiên luôn là một bà mẹ hiền từ và chứa đầy những cái năng lượng bổ dưỡng. Chỉ cần chúng ta có mặt thật sự và mở lòng ra để lắng nghe thì chắc chắn chúng ta sẽ được thừa hưởng. Và chúng ta cũng nên tập lắng nghe những cái âm thanh trong đời sống thường nhật. Thí dụ như là những cái tiếng rao hàng ế ẩm, những cái tiếng văn tục chửi thề, những bước chân lạc lõng trong đêm, những tiếng trẻ em đói khát, tiếng bom đạn chiến tranh, tiếng kinh hoàng loạn lạc, tiếng rừng cây ngã xuống, tiếng sóng dữ trào lên. Chúng ta cũng tập lắng nghe những cái tiếng vô thanh bằng chính cái tâm sâu lắng của mình, như là cái tiếng mòn mỏi chờ đợi, tiếng tuyệt vọng cô đơn, tiếng cười buồn số phận, tiếng ngoảnh mặt quay lưng, tiếng vong tình phụ nghĩa. Khi chúng ta có được một cái tâm vững vàng để mà lắng nghe được những cái tiếng vô thanh như vậy, những cái tiếng não nề như vậy, thì nó sẽ giúp cho cái tâm từ ở trong ta thoát thai và làm cho cái dung lượng trái tim của chúng ta có cơ hội phát triển. Lắng nghe bằng tất cả lòng thành khẩn mà không có một cái thái độ chê trách,
kháng cự hay là một cái thái độ nghiện ngập bám víu, thì chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu được nguồn cơn của mỗi đối tượng, lắng nghe bằng tâm không thành kiến. Chúng ta phải nhớ cái bí quyết đó. Và khi chúng ta thấu hiểu được thì chúng ta sẽ thấy được cái trách nhiệm của mình nên làm gì và không nên làm gì để cho người kia và vạn vật chung quanh, để cho trái đất này, để cho hành tinh này có hạnh phúc, có thái bình. Và cái đỉnh cao nhất của cái khả năng lắng nghe là tìm thấy được cái sự trống rỗng trong cái ngã mà chúng ta hằng tưởng tượng sai lầm và tôn thờ. Bởi vì nó chỉ có thể tồn tại là khi nó liên kết sâu nặng với những cái đối tượng khác, mà gần gũi nhất là người mà chúng ta thương yêu. Cho nên giúp đỡ kẻ khác cũng chính là giúp đỡ chính ta. Vậy thì ta hãy phát nguyện sẽ luôn đóng cái vai trò sứ giả của tình thương, để mà luôn sẵn sàng lắng nghe mỗi đối tượng khổ đau bằng tất cả năng lực của chính mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.